Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Ăn cùng bé Mai. À, mọi người ơi, hôm nay thì bé Mai đã chuẩn bị một cái mâm đồ ăn. À, cái mâm này chắc cỡ hơn 3,5 kg quá. Chân gà là hết cỡ 2 kg rồi, còn trứng non là 1 kg. Và mọi người có thấy đây là gì không? Đây là những chai sốt mà của chị Trúc ở chủ quán Suka đã gửi cho Mai. À, nói chung là chị em lâu ngày cũng không gặp. Với lại chị ở Vũng Tàu, Mai ở thành phố Hồ Chí Minh, nó cũng xa nhau quá. Nhưng mà Mai thèm món ăn của chị Trúc quá, cho nên là chị Trúc đã gửi cho Mai những chai sốt này. Sau đó là mình mua chân gà hoặc là mua trứng nè, về mình trộn ăn. Thì ngày hôm nay thì Mai sẽ trộn chân gà, trứng. Ở đây thì ở dưới thì Mai có xoài nữa, xoài và cốc cốc non để ăn kèm nữa, có cái rau nữa. Thì ở đây là có chai sốt Thái không cay, và chị Trúc có bán những cái chai sốt này qua cái trang TikTok, qua TikTok shop của chị Trúc, mà mọi người có thể vào để ủng hộ cho chị nha. Rồi đây là cái chai muối muối sốt muối đỏ, còn chai này là chai mắm Suka. Chai này là chai sốt Thái, nhưng sốt Thái này cũng có cay giống á. Còn đây là chai mắm Thái, còn đây là sốt muối xanh. Camega men ăn không? Ăn hả? Đưa dĩa thôi, mình chia cho bạn ấy một miếng nha, tại vì bạn ấy quay cho mình chắc cũng nửa tiếng rồi, đứng chứ cũng mỏi chân á. Đây, chân gà. Dĩa xài, bầu sẵn xài luôn rồi nè. Chuẩn bị tâm thế rồi đó. Trứng non mà nói chung là camera cũng đồng hành với Mai là chắc cũng khá là lâu rồi. Nói chung là hai đứa đi với nhau qua rất là nhiều khó khăn em nè. Rồi mời cả nhà nha, Mai bắt đầu ăn nha. Sốt của chị ăn rất là đậm đà, mình cũng không có biết dùng những từ nào diễn tả hơn, nó ngọt ngọt chua chua. Mà đặc biệt chai sốt Thái không cay rất là phù hợp cho những bạn nào mà ăn cay không được giống như Mai á, rất là đậm đà và thơm. Nguyên chùm trứng luôn nè.
ở bên đây mình thử trộn một khúc với sốt thái cay thử, như mọi người sốt thái bình thường thử. Trộn thử. Chai sáu thái bình thường nè, nó có vị cà tê thôi chứ nó không quá cay đâu. Ngày hôm nay á, mình sẽ kể cho mọi người nghe cái hành trình mà cái cột mốc mà mọi người đã biết đến Mai nhiều nhất á, là cột mốc mà Mai ăn thắng hai tô bún sứa. Là lúc trước á, là Mai lần đầu lên thành phố á, là cái đợt đó là Mai có ghé chị Mến ăn tô một tô đầu tiên thôi nha. Là Mai trước khi đó là Mai đã biết là chị Mến có tổ chức giải 2 tô là 30 triệu luôn, mà Mai chỉ ăn một tô đầu tiên thôi để thử sức của mình tới đâu á. Thì sau đó là Mai ăn một tô đầu tiên thì Mai thắng và cảm thấy là không có no. Sau đó là Mai quyết định là phải một tuần sau Mai đến chị và ăn tô thứ hai. Thì là lúc đó là ăn tô thứ hai là Mai ăn không có nổi. Cũng còn chừng cỡ một chén hơn là thắng rồi.
Với lại tiếc hôm đó là Mai uống nước rất là nhiều luôn. Xong rồi cái Mai mới hẹn lại chị Mến là một tuần sau Mai quay lại và ăn hai tô. Và ngày hôm đó là Mai hạn chế uống nước lại. Thì cuối cùng là Mai đã thắng luôn mọi người. Thật sự là cái giấc mơ mà cầm 30 triệu trên tay đó, trong cái tủ 18 đó, thì mà 30 triệu đó là tự mình kiếm ra, nó là một cái điều mà kiểu như rất là tuyệt vời luôn. Và ngày hôm đó thì Mai có chia sẻ trên livestream của chị là Mai mua xe, là Mai mua chiếc Exciter. Thì mọi người nghĩ là Mai mua cho bồ Mai, nhưng mà thật sự là Mai là con gái nhưng Mai thích chạy chiếc Exciter chứ không phải là Mai mua cho bồ Mai đâu. Còn hiện tại cái cà vạt luôn á nha là vẫn đứng tên Mai luôn nha, và Mai là người chạy luôn á. Ở clip sau á, Mai sẽ kể cho mọi người nghe một số câu chuyện về về Mai, hoặc là những cái thắc mắc nào mà của mọi người về Mai á, Mai sẽ giải đáp trong những clip sau. Cho nên là mọi người có những cái câu hỏi hay thắc mắc nào á, mọi người cứ comment ở dưới, Mai sẽ đọc và sẽ ghi nhận lại, và những clip sau thì Mai sẽ trả lời cho mọi người nghe. Nói chung là cả nhà cũng có góp ý cho Mai rất là nhiều, và tất cả những cái bình luận trên kênh của Mai luôn á là Mai đều đọc và tự tay mình ghép luôn. Cho nên là Mai luôn lắng nghe ý kiến của mọi người và Mai của cả nhà, và sau đó là Mai sẽ cố gắng sửa đổi, tại vì có những cái thói quen mà hãy tập sửa đổi dần dần á. Mai cũng có những cái thói quen xấu như mọi người cũng góp ý thì Mai cũng sẽ cố gắng sửa đổi.
cuối cùng thì Mai cũng đã ăn xong chân gà với lại trứng rồi. Ở đây thì còn một ít vô găm với lại xoài với lại cóc nữa. Nhưng mà Mai ăn cảm thấy như đó là vừa đủ với mình rồi cho nên là Mai sẽ dừng lại. Nếu như mà đi thi á là Mai sẽ gán mà dét hết này luôn. Nhưng mà cái này mình đâu có thi thố đâu mọi người, ăn đi thưởng thức mà. Cho nên là Mai thấy cũng vừa đủ rồi, cũng 2 kg chân gà với 1 kg trứng ấy. Với lại nãy giờ cũng ăn xoài, cũng nước cóc nữa. Nhưng mà mình cảm thấy nó vừa đủ với cơ thể của mình rồi á. Thì mình dừng lại nha mọi người. Lại còn cái này xoài với lại cóc này thì mình bỏ tủ lạnh thì sáng hôm sau mình ăn tiếp bình thường không sao hết. Nói chung là cảm ơn mọi người đã theo dõi Mai. Nói chung là đây là những cái clip đầu tiên của Mai á. Mai cũng tự mày mò, tự học hỏi cái cách làm video rồi tự edit luôn, cho nên là cũng còn có rất là nhiều cái sai sót. Mong mọi người thông cảm. Và sau đó thì nếu như có góp ý gì mọi người cứ bình luận ở dưới, Mai sẽ đọc và cố gắng hoàn thiện mấy hơn mình hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.